Thực ra thì cái cảnh này là chỉ dùng hình thể để mà anh chàng này, anh chàng Trung này đẩy cô kia mà thôi. Nhưng mà cô Quyền, nhưng mà cô Quyền muốn là phải đẩy thật để cho cô ấy té thật, thì cô ấy khóc đầu từ trên cái lăn lộn không, mà lại còn xin đẩy chứ. Xin đẩy anh Dũng ơi, ra đẩy em, ra đẩy em. Mặc dù quăng xong rồi rất đau, rất ê ẩm, ăn rất nhiều cát nhưng mà rất là sướng. Một cái cảnh quá mệt. Này về tha hồ mà tắm nha. Hết của ngày hôm qua.